Xin chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 28 tháng 12 năm 2021 về việc cây bật gốc đổ sập xuống đất, người đàn ông thoát cửa tử trong gang tấc, đang thoải mái ngồi uống cà phê thì tai họa nguy hiểm ập đến khiến tất cả khách hàng hoảng sợ. Sự việc được nhắc đến diễn ra tại một quán cà phê ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này có khoảng chục khách hàng đang thoải mái cười đùa, trò chuyện trong quán. Người đàn ông ngồi một mình thì bất ngờ gốc cây trong tiểu cảnh bên cạnh bật gốc rồi đổ sập xuống. May mắn là người này đã nhanh chóng phát hiện ra nguy hiểm, kịp phản xạ né được nên không bị thương. Người dân có mặt tại hiện trường cũng hốt hoảng, sững sờ trước tai nạn bất ngờ. Theo chia sẻ của người đăng tải đoạn clip, chủ quán cho hay nguyên nhân chính là do gốc cây bị thối rễ dẫn đến hiện tượng này. Lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên. Mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19. Theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế, mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kênh thông tin News 24/7 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi. Hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.